Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Trong bản tin sáng nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia cầm. Nhiều người dân chủ quan lơ là trong phòng chống dịch Covid-19. tăng cường đảm bảo an toàn giao thông tại các cầu tràn trong mùa mưa lũ. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần này, dự án thành phần PPP cao tốc Bắc Nam không có nhà đầu tư nộp hồ sơ thầu sẽ được Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng để trình phương án chuyển đổi hình thức đầu tư. Sau khi đã gia hạn thời gian nộp hồ sơ mời thầu thêm 10 ngày so với kế hoạch, năm dự án thành phần PPP của cao tốc Bắc Nam chỉ có 4 dự án có nhà đầu tư tham gia. Còn một dự án đoạn Nghi Sơn Diễn Châu không được nhà đầu tư nào quan tâm. Theo Bộ Giao thông Vận tải, Nghị quyết 52 của Quốc hội đã quy định rõ dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam khi thực hiện đấu thầu không có nhà đầu tư sẽ phải trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét quyết định chuyển đổi sang đầu tư công. Vì thế, Bộ sẽ báo cáo chính phủ thực hiện việc này trước ngày 25 tháng 10 tới để đảm bảo tiến độ chung của dự án. Những năm gần đây, ngành nông nghiệp Thanh Hóa đã phối hợp với các đoàn thể và chính quyền các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn cho bà con nông dân nâng cao nhận thức về sản xuất rau an toàn, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe của người dân. Trong giai đoạn 2015-2020, đã có hơn 10.000 lượt cán bộ hội viên nông dân được tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường và tập huấn sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn GAP, organic qua đó giúp thay đổi hành vi, phương thức canh tác như không lạm dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục, không vứt bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tùy tiện bừa bãi. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng thường xuyên thanh tra kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn nhằm kiểm soát chặt chẽ việc lưu hành và sử dụng của người dân. Phối hợp với chính quyền địa phương lắp đặt thùng chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các vùng trồng rau an toàn để bảo vệ môi trường. Trong giai đoạn 2020-2025, ngành nông nghiệp Thanh Hóa đặt mục tiêu tăng diện tích sản xuất rau so an toàn lên 14.300 ha nhằm tạo nguồn cung nông sản chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng an toàn của người dân. Gần đây trên địa bàn huyện Nông Cống đã xuất hiện dịch cúm gia cầm H5N6. Mặc dù bệnh chưa lây lan và bùng phát ra diện rộng, nhưng công tác phòng chống dịch vẫn không thể chủ quan lơ là, nhất là trong thời điểm giao mùa như hiện nay. Cách đây hơn một tháng, Đàn gia cầm của gia đình bà Đỗ Thị Lan ở thôn Phú Quý, xã Tân Thọ, huyện Đông Cống đã bị chết hàng loạt. Sau khi chính quyền địa phương thông báo, các cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính H5N6. Ngay sau đó, toàn bộ 440 con gia cầm của gia đình bà Lan đã được tiêu hủy. Đồng thời, tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại và khu vực xung quanh để tiêu diệt hoàn toàn mầm bệnh, bà Lan vẫn duy trì thực hiện các biện pháp vệ sinh tiêu độc khử khuẩn. 3 ngày một lần. Cái dịch này ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế trong gia đình. Cán bộ thú y đây với cán bộ địa phương thì thường xuyên là đến gia đình kiểm tra và đôn đốc gia đình là phải tiêu độc khử trùng mà, mà 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 cho sạch sẽ. Đấy. Gia đình chị Đỗ Thị Lan đó, với cái lý do mà chị đang đề nghị là được hỗ trợ nhưng mà không được hỗ trợ theo quy định chăn nuôi phải có báo cáo với chính quyền địa phương nhập đàn thì chúng tôi mới ghi vào danh sách và đồng thời là mới được hỗ trợ theo cái quy định. Huyện Nông Cống hiện có gần 7.000 con gia cầm, trong đó có 50 hộ chăn nuôi quy mô lớn, còn lại là chăn nuôi nhỏ lẻ phân tán. Để phòng chống dịch cúm AH5N6 và các loại dịch bệnh khác, Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống đã yêu cầu các xã thị trấn tăng cường thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng, đồng thời đẩy nhanh việc thống kê số lượng và thực hiện tiêm vét đối với số gia cầm chưa tiêm phòng trong năm 2020 cử cán bộ chuyên môn giám sát đàn vật nuôi, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng dịch. Trước hết đối với đại phương chúng tôi làm tốt cái công tác quản lý đầu vào. Thứ hai là cái công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng. Cái thứ ba là tổ chức tuyên truyền cho nhân dân nhận thức tốt về công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm khi bắt đầu thu nhập đàn cũng như là số bảy đàn hiện có trên địa bàn xã. Hiện nay đang là thời điểm các hộ chăn nuôi phát triển mạnh đàn gia cầm nhằm phục vụ vào dịp Tết Nguyên đán. Vì vậy huyện nông cống đang chỉ đạo ngành nông nghiệp, chính quyền các xã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập giống gia cầm vào địa bàn, đồng thời theo dõi chặt địa bàn cơ sở để kịp thời phát hiện và xử lý ổ dịch, tránh tình trạng bùng phát lây lan ra diện rộng. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua tại Thanh Hóa, đặc biệt là ở các huyện miền núi có mưa kéo dài nguy cơ xảy ra sạt lở đất rất cao. Qua giả soát, hiện Thanh Hóa có trên 4.300 hộ đang sinh sống trong vùng có nguy cơ sạt lở. Trong khi đó, mưa bão vẫn đang diễn biến phức tạp, rất cần sự chủ động của mỗi địa phương và người dân trong thực hiện các biện pháp ứng phó. Ngày 19 tháng 10, tại bản sáng hàng xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, đã xảy ra hai điểm sạt lở đồi núi. Giao thông qua xã biên giới Yên Khương trên tuyến tỉnh lộ 530 bị ách tắc. Rất may các hộ dân đã di rời kịp thời. Đến ngày 20 tháng 10, tỉnh lộ 530 đã được thông tuyến, song hiện nay khu vực này vẫn đang có nguy cơ sạt lở rất cao. Chúng tôi cũng phối hợp với đồn biên phòng Yên Khương cùng như là tổ dân quân Thực trực à, phân công à, trực à, 24 trên 24 giờ để đảm bảo cho người và phương tiện qua lại. Hiện nay trên địa bàn huyện là có 350 hộ với 1 nhân khẩu. À, nằm trong cái diện có nguy cơ bị sạt lở đất lũ ông lũ quét. À, thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai cũng đã phân công đi các xã để uh, nắm cái uh, tình hình và chỉ đạo trực tiếp các cái các cái điểm sạt lở đã sạt lở và các cái điểm có nguy cơ sạt lở để phòng tránh uh, uh, các cái uh, thiệt hại. Theo giả soát của Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 4.330 hộ dân tại 82 xã với hơn 18.800 nhân khẩu sinh sống trên các triển đồi, khu vực chân núi, ven suối, triển sông có nguy cơ sạt lở cao. Trong đó tập trung ở các huyện như Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Thường Xuân, Thạch Thành. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thường xuyên tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, ra soát nắm bắt tình hình, hướng dẫn địa phương, người dân có các biện pháp ứng phó. Thì đề nghị với các địa phương tà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất để chủ động sơ tán người dân đến nơi đã đến nơi ở an toàn. Chỉ đạo cắm biển báo khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ sạt lở đất để mọi người dân chủ động phòng tránh. phổ biến kiến thức và kinh nghiệm về phòng chống sạt lở đất để mọi người, mọi nhà, mọi địa phương chủ động phòng tránh. Bão số 8 đang liên tục tăng cấp khi hướng vào miền Trung. Khu vực Thanh Hóa được dự báo sẽ có mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở ở các xã miền núi rất cao. Do vậy, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh, hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra. Để chủ động phòng tránh sự cố tai nạn điện có nguy cơ cao xảy ra trong mùa mưa bão. Công ty Điện lực Thanh Hóa khuyến cáo khách hàng sử dụng điện và nhân dân nơi có lưới điện đi qua thực hiện một số nội dung sau. Không được sử dụng dây cọc để chẳng néo nhà, công trình, thuyền bè vào cột điện và chạm điện. Không di chuyển đi lại bằng tàu thuyền bè trong vùng ngập lụt, có đường dây điện sát với mặt nước, không đảm bảo khoảng cách an toàn. Kiểm tra củng cố dây dẫn điện, cột điện sau công tơ, không để dây dẫn điện đứt ngập trong nước khi có mưa lũ lớn. Các mối nối phải chắc chắn, có bọc băng keo cách điện, vỏ dây dẫn điện không bị nứt vỡ, bong chóc. Khi bị ngập úng cần cắt nguồn điện trong gia đình, cầu dao, automat tổng và không chạm vào bất cứ thiết bị dụng cụ điện nào khi tay ướt hoặc đi chân trên nền ướt. Cầu dao, cầu trì, automat trong gia đình phải đặt nơi khô giáo đảm bảo an toàn. Khi có mưa bão, rông xét, hạn chế ra đường nhằm tránh các sự cố bất ngờ xảy ra như xét đánh, dây điện đứt, cột điện đổ, xứ vỡ, cây đổ, do điện đặc biệt không được chạm vào cột điện, dây chằng cột điện, dây nối đất cột điện, không đứng dưới cột điện để phòng điện giật do giò điện. Khi phát hiện cột điện bị đổ gãy, dây điện bị đứt, không được đến gần và phải báo cho mọi người xung quanh biết. Đồng thời, tìm cách cô lập, canh gác và nhanh chóng gọi điện thoại đến số ghi trong hóa đơn tiền điện hoặc số điện thoại chăm sóc khách hàng 19006769 để điện lực sở tại xử lý sự cố. Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý với đề xuất của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc kéo dài thời gian thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình tại khu vực nông thôn Việt Nam giai đoạn 2015-2020 đến hết năm 2021. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp thu ý kiến của các bộ để triển khai thực hiện đề án đảm bảo hiệu quả mục tiêu đề ra. Nội dung của đề án phấn đấu nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật Chuyển đổi hành vi bạo lực gia đình của hội viên nông dân, góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình tại khu vực nông thôn. 80% cán bộ hội nông dân các cấp được đào tạo nâng cao năng lực về giáo dục truyền thông thay đổi hành vi, các kỹ năng vận động, tư vấn người gây bạo lực gia đình tại cộng đồng. 80% hội viên nông dân cam kết nói không với bạo lực gia đình. Qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong việc thực hiện pháp luật phòng chống bạo lực gia đình, phấn đấu cơ bản ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng bạo lực gia đình tại khu vực nông thôn. Căn cứ quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2019 thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong hai loại sau đây. Loại thứ nhất là hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Đây là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Loại thứ hai là hợp đồng lao động xác định thời hạn. Đây là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng. Như vậy, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 sẽ chỉ còn hai loại hợp đồng lao động thay vì ba loại như quy định hiện nay tại Bộ luật Lao động năm 2012. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù diễn biến dịch COVID-19 vẫn rất phức tạp và các chuyên gia y tế cảnh báo nguy cơ tăng cao trong điều kiện thời tiết giao mùa thu đông, nhưng hiện nay một bộ phận không nhỏ người dân vẫn còn tâm lý chủ quan lơ là trong phòng chống dịch. Ghi nhận tại nhiều chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh, Khu vực cổng ra vào chợ đã không còn được bố trí nước rửa tay sát khuẩn như thời gian trước, cũng không còn lực lượng kiểm soát nhắc nhở người ra vào chợ và các tiểu thương đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Rất nhiều người, cả người mua và người bán đều không đeo khẩu trang. Hiện bây giờ là dân đi chợ là bình thường rồi, không có phải gò bó là sát khuẩn hoặc là là rửa tay vi trùng nữa. Tình trạng tương tự cũng sẽ ra phổ biến tại các nơi công cộng tập trung đông người như siêu thị, bến xe, dạp chiếu phim. Ngoài ra, rất nhiều nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh dịch vụ đông khách nhưng không đảm bảo các yêu cầu phòng dịch COVID-19. Cái dịch COVID thì hiện nay là cũng đã đợi lùi và cũng đã tạm thời là hết. Cái việc mà phải đeo khẩu trang thường xuyên thì cũng không phải cần thiết lắm. Theo nhận định của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tại Việt Nam dịch bệnh đã được kiểm soát nhưng nguy cơ dịch có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào và hậu quả sẽ rất nặng nề nếu như chúng ta chủ quan lơ là. Đây là cái mùa mà dễ lây chuyển các bệnh đường hô hấp, trong đó có COVID và Bộ Y tế đã xác định là đang hiện hữu các nguy cơ rất cao ở địa bàn toàn quốc cũng như là tỉnh Thanh Hóa như là các nguồn bệnh từ nước ngoài về bằng con đường hợp pháp, rồi con đường nhập cảnh trái phép trên địa bàn của tỉnh thì cũng đã có từng có những cái ca bệnh cũng là một cái nguy cơ cộng đồng. À, chính vì vậy thì chúng ta vẫn phải hết sức tăng cường các cái, cái, cái biện pháp phòng chống. Mới đây, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ra văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó yêu cầu các cấp các ngành các địa phương và mọi người dân cần nhận thức rõ hơn nguy cơ dịch bệnh, không lơ là, mất cảnh giác. Ban chỉ đạo cũng yêu cầu mọi người dân cần thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế bao gồm: đeo khẩu trang tại các cơ sở y tế, khu cách ly, nơi công cộng, nơi tập trung đông người, khử khuẩn bằng việc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh khu vực sinh sống giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác, không tụ tập đông người khi không cần thiết và thực hiện khai báo y tế đầy đủ trung thực. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo Thanh Hóa ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, trong bài viết nhan đề Thủy điện nhỏ tác hại lớn, báo Sài Gòn Giải Phóng cho rằng những thủy điện nhỏ dưới 30 MW là nguyên nhân khiến mưa lũ ở miền Trung trong những ngày qua thêm nghiêm trọng. Tác giả bài viết cho rằng tác hại của thủy điện nhỏ không phải bây giờ mới được đề cập, tuy nhiên nó vẫn đang mọc tràn lan. Bài viết dẫn chứng cứ 1 MW thủy điện là mất 10 đến 14,5 ha rừng. Trung bình mỗi dự án thủy điện nhỏ hình thành sẽ có 125 ha rừng bị xóa sổ. Như thế với hơn 500 dự án thủy điện nhỏ đã được phê duyệt như hiện nay, chúng ta đã phải đánh đổi 57.000 ha rừng trong việc này trách nhiệm chính thuộc về chính quyền các địa phương và bộ ngành liên quan để kiểm soát được tình trạng ồ ạt cấp phép đầu tư xây dựng thủy điện ở các địa phương cần phải có một nhạc trường để chỉ huy xử lý sai phạm vẫn là vấn đề mưa lũ ở miền trung báo đại đoàn kết lại bình luận về tấm lòng của các nghệ sĩ người nổi tiếng trong việc quyên góp ủng hộ đồng bào gặp hoạn nạn. Theo đó, ngay từ khi bão đổ bộ vào miền Trung, hàng loạt các nghệ sĩ như Thủy Tiên, Lý Hải, Minh Hà, Mỹ Tâm, Mỹ Lệ, Thúy Diễm đã đứng lên ủng hộ, đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp để giúp đỡ bà con. Điều này một lần nữa giúp chúng ta ý thức sâu sắc hơn về vai trò của những người nghệ sĩ đối với những vấn đề của xã hội. Ở đó, những người gặp khó khăn cảm nhận thấy sự đùm bọc, niềm hạnh phúc từ sự quan tâm rất đối gần gũi từ những nghệ sĩ mà họ hâm mộ. Tuy nhiên, vẫn còn đó một bộ phận nhỏ những người đang cố tình làm tổn thương những tấm lòng chân quý này. Mà theo bài viết, đó là những người đã đi ngược lại xu hướng đạo đức chung của xã hội. Khi lòng tốt bị nghi ngờ, cả ở người cho và người nhận, nó sẽ là vật cản rất lớn đối với những tấm lòng tốt khác. Liên quan đến việc cứu trợ bão lũ, bài viết trên báo lao động nhấn mạnh, đừng để nơi no dồn, chỗ đói góp. Hiện nay các địa phương đang gặp rối đó là không kiểm soát hết các nguồn cứu trợ, ảnh hưởng đến việc phân phối cho hợp lý. Thường thì các tỉnh giao hoạt động tiếp nhận cứu trợ về một đầu mối là Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc của tỉnh, nhưng không phải đoàn cứu trợ nào cũng thông qua tổ chức này. Nhiều đoàn tự tổ chức đi cứu trợ, đến nơi nào trao được cho bà con thì trao, mục đích là trao tận tay không để thất thoát. Nhưng cách làm này có nhược điểm là đoàn cứu trợ có thể thiếu thông tin không biết huyện nào, xã nào, thôn xóm nào đã được cứu trợ, nơi nào chưa, dẫn đến trường hợp có nơi được nhận quà liên tục nhưng có nơi không nhận được hoặc nhận rất ít. Do đó, nếu muốn giao tận tay bà con, các đoàn thiện nguyện nên đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của tỉnh lấy thông tin để biết nơi nào cần cứu trợ nhất. Vừa qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã đẩy mạnh việc xử lý các video có nội dung nhảm nhí, không lành mạnh trên mạng xã hội. Tuy nhiên, theo báo Tiền Phong, mấu chốt của việc xử lý tình trạng video nhảm tràn lan trên mạng không chỉ là xử phạt bài báo cho rằng để xử lý video nhảm trên mạng thì cần thay đổi được nhận thức và hành vi không đúng của những chủ kênh youtube hướng họ cung cấp các nội dung tích cực đây mới là điều cần thiết vai trò đồng hành của các cơ quan truyền thông trong việc phát hiện phê phán các trường hợp vi phạm và định hướng khuyến khích phát triển các nội dung hay kênh hữu ích để người sử dụng đặc biệt là trẻ em tiếp cận bên cạnh đó các bậc phụ huynh gia đình cũng có vai trò rất quan trọng trong việc theo sát và chấn chỉnh hành vi cho con em mình do ảnh hưởng của các nội dung tiêu cực trên môi trường mạng Thưa quý vị và các bạn, cầu tràn được xây dựng nhằm đảm bảo tiêu thoát nước nhanh vào mùa mưa lũ, nhưng đồng thời là đường giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, vào mùa mưa lũ, cầu tràn lại trở nên nguy hiểm đối với người và phương tiện lưu thông qua. Là địa phương có tới 40 cầu tràn, trong đó riêng tràn Khe Thùng nằm trên tuyến tỉnh lộ 520 có nguy cơ cao mất an toàn giao thông. Do đó, lực lượng cảnh sát giao thông quận huyện Như Thanh đã phối hợp với công an xã Xuân Phúc thường xuyên nhắc nhở người dân tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng khi lưu thông qua tràn, đặc biệt nghiêm cấm người và phương tiện lưu thông qua khi nước đang to và chảy xiết. Là lực lượng cảnh sát giao thông cùng với công an xã tại các cái tuyến đường chính thì chúng tôi luôn có cán bộ ứng trực 24 trên 24 và khi mà cái điều kiện nguy hiểm thì chúng tôi cấm đường không cho tham gia giao thông khi nước rút thì chúng tôi mới cho tham gia giao thông để đảm bảo an toàn. Với địa hình chia cắt nhiều sông suối, hiện nay Thanh Hóa đang có hàng trăm cầu tràn. Mùa mưa lũ, nước tại các cầu tràn dâng cao chảy xiết, nên đây là những khu vực tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông qua. Do đó, chính quyền các địa phương và đơn vị quản lý đường bộ trên tuyến đã phối hợp cắt cử lực lượng công an xã và dân quân tự vệ trực chốt tại các đập tràn, nghiêm cấm phương tiện và người dân qua lại. Mặt khác, tổ chức cắm biển báo cảnh giới cho người tham gia giao thông nhận biết nguy hiểm không lưu thông qua tràn ở địa phương có thể công an xã có thể nhân dân ra cảnh báo thì 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 người ta chưa chấp hành nhưng mà riêng có lực lượng chúng tôi thì yêu cầu cái việc uh, chẳng hạn như khi qua các tràn các khe mà nước cao lên chúng tôi yêu cầu dừng lại là uh, ở cái mức độ để cho an toàn thì cái người điều khiển phương tiện thì cái ý thức uh, tự giác nó cao hơn Mới đây, dù nước lũ lên cao, nhưng một học sinh của huyện Lang Chánh vẫn cố vượt qua cầu tràn thuộc khu phố Nguyễn Trãi, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh và đã bị nước lũ cuốn trôi. Rất may do có lực lượng ứng trực kịp thời cứu vớt nên em học sinh đã được an toàn tính mạng. Qua vụ việc trên, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua các cầu tràn. Vì vậy, các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền kiên quyết không cho người dân đi qua cầu tràn khi nước lũ dâng cao chảy xiết tránh những thiệt hại thương tâm về người. Đồng thời, tại các khu vực gần sông suối, cần có hệ thống biển báo, cảnh báo, cầu chắn ngăn chặn. Đặc biệt, mỗi người dân cần tránh tâm lý chủ quan, không cố tình vượt sông suối khi đã có sự cảnh báo nguy hiểm từ các cơ quan chức năng. Chương trình Thanh Hóa ngày mới hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.